Xếp 2 nha mọi người. Trận bán kết điểm 0-0. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Người vừa cắt bóng là Lâm Hưng. Team Lâm Hưng có Đông Sang, Đức Từ Thiện, Khánh Mớm, Chiều Trần 2. Đối đầu với team bên đây có Lâm Trắng Bàn, Trọng Chim, Đăng Mớm, Khải Bãi Biển và Quốc Thắng. Điểm 1-0. Trọng Trắng phòng thủ tốt, phản công Lâm Hưng, Đức Truyền hơi xấu. Điểm 1 đều. Hai đội này gặp nhau khá sung nha mọi người. Trận này trận bán kết 2. Điểm 1 đều. Bóng không vào lưới. Điểm 2-1 nghiêng về cho Lâm Trắng Bàn. Điểm 2-1. Đập bóng tốt của Đông Sang. Thường thì biên đó bình thường thấy Bình Minh đánh, mà nay không biết Bình Minh bận gì mà thấy Đông Sang đánh cũng thực sự là tốt nha mọi người, quá tốt luôn. Phát bóng ra ngoài. Điểm 3-2. Điểm 3 đều. Người vừa cắt bóng tốt là Khải Bãi Biển. Điểm 4-3. Trời ơi. Trời ơi. Quá uy lực của Lam các bạn. Mặc dù trái đó thấy vào đà bị nhấp một cái nhưng mà lên đập trái bóng có uy lực. Đồng Sang bỏ bóng tốt. Xếp 1 là Đồng Sang tỏ sáng mọi người. Trắng Lâm Trắng Bàn hai trái và ghi quá nhiều điểm luôn. Lâm Trắng Bàn lố rồi. Lưới Lam luôn hay sao mọi người. Điểm 5 đều. Điểm 5 đều. Trong hay ngoài đây là bóng ngoài. Đổi lại điểm 6-5. Nghiêng về cho Đức Từ Thiện, Lâm Hưng, Đông Sang. Điểm 6-5.
gãy bước một của Lam. Đệm 7 năm nghiêng về cho Đức Từ Thiện. Điểm 7 năm. Phạt bóng quá đều tay. Điểm từ cúp ngắn 6-7. Bà kêu đá quậy chứ. 6-7. Lô rồi. Có bài mà đại lớp hội bỏ. Chiếc banh này làm bắt lỗi là bên kia bóng dư bát nha mọi người. Vậy là điểm về cho team của Lâm Hưng Đức Từ Thiện. Lâm Hưng là người sở hữu những cú sạc cũng rất tốt mà, nhưng mà câu giờ cũng dữ mà. Đứng che chắn nhóm mỏi giò luôn. Gió lên nó bành xoáy. Đập bóng ra ngoài. Điểm cách biệt 9-6. Bộ anh chồng chim phải xin hậu ý. Nếu thua set này thì thật sự là quá đáng tiếc với đội hình này. Điểm hiện tại 9-6 nha mọi người. 15 điểm tới nha. Điểm 9-6. Phát bóng ra ngoài. Team của Đức Từ Thiện xin hữu ý mọi người. Trận đấu tiếp tục nha các bạn. Hiện tại giờ chiều trời đang gió đang lên. Đồng Sang. Bóng tốt. Team Đồng Sang Đức Từ Thiện lấy tên là đội là Bà Ký nha mọi người. Điểm cho team Bà Ký. Tiếp tục là Đông Sang. Và nỗ lực cứu bóng không thành công của Lâm Hưng. Điểm được cú ngắn 80. Trọng chim liên tiếp đưa ra thông tin cho đội nha mọi người. Điểm 80. Đồng Sang. Tranh chấp bóng tốt của Đồng Sang. Đồng Sang mới sinh năm 2000 nha mọi người. Điểm 11-8. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Lâm Hưng. 12-8. Lâm Hưng không bách mọi người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phạt bóng đều tay quá. Phòng thủ tốt, phản công. Lưới ai đây? Lưới Khải bãi biển. Phát bóng ra ngoài. Trận đấu tiếp tục nha mọi người. Điểm 9-13. Mấy chai gì đi. Đồng Sang. Chắn bóng tốt của Phước Thắng. Số 27 Phước Thắng vừa rồi cũng cùng team của Lâm Chẳng Bàn đăng mớm vô địch giải bóng chuyền xanh nha mọi người. Phát bóng không qua lưới. Điểm cuối điểm 14-10. Một pha phát bóng bay tốt ra ngoài. Chiến thuật không cho tới thủ công luôn mà. Điểm 11-14. Bỏ rồi. Lâm Hưng kết thúc trận đấu, kết thúc trận bán kết luôn nha mọi người. Tìm bà ký với Tức Từ Thiện, Khánh Mớm, Chiều Chừng 2, Đông Sang, Tấn Cao và Lâm Hưng sẽ vào chung kết gặp Chắc Sầu Riêng, Trường Chấm Bơm, Thạch Đen, Tiến Đen và An Cao nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn các bạn lấy các video sau nhé.